Hồi nhỏ tưởng món này cầu kỳ lắm, nhưng giờ chỉ cần mớ xương heo, mớ đầu tôm, mớ bột gạo là có tô bánh canh ngon ngọt xế chiều như vậy nè. Lôi mớ xương heo trong tủ đông, thêm vài khoanh giò nữa, rửa sạch luộc sơ cho bớt chất dơ rồi cho vào nồi lớn cùng với hành tây, củ cải, tôm khô, hành tím. Đun sôi vài dạo hớt bọt rồi vặn nhỏ lửa cho nước dùng được trong. Lửa thật nhỏ đủ liu riu thôi thì nước dùng sẽ trong như mong muốn. Hôm nay mình thử làm bánh canh tại nhà. Lấy 100g bột gạo với 50g bột năng và một xíu muối. Trộn hỗn hợp này vào với nhau. Cho nước nóng già vào từng chút một. Quậy đến khi bột tạo thành một khối đồng nhất. Rồi dùng tay nhồi cho đến khi bột mịn, không bị dính tay là được. Nấu bánh canh thì khâu nhồi bột là hơi tốn thời gian, nhưng bù lại được sợi bánh canh như ý thích. Bột đã nhồi xong thì dùng màng bọc kín để bột nghỉ trong 15-20 phút. Vườn có một chậu rau đắng, một khay rau má, một đám hẹ xẻ và vài bụi rau răm. Mấy loại này mà ăn cùng bánh canh bột gạo tôm cua thì đúng bài luôn. Bánh canh ngon thì không thể thiếu cái màu tươi đẹp của gạch tôm. Tôm tươi cắt lấy phần thân đem luộc chín, phần đầu cho vào máy xay nhuyễn, lọc lấy nước cốt, tạo màu cho bánh canh. Phần bột ủ xong thì cán dẹp và xắt thành sợi vừa ăn. Bánh canh bột gạo không cần phải luộc trước, cứ vậy mà cho thẳng vào nồi nước dùng. Khi cắt, để bột không bị dính, có thể rắc nhẹ chút bột mì cho các sợi bánh rời nhau. Nếu bột khô xíu thì cũng không sao đâu, nhồi bột bánh canh nó đơn giản hơn nhồi bột bánh mì rất nhiều. Giờ thì khử hành tỏi cho thơm, cho vào xíu bột màu điều cho đẹp, rồi đổ phần nước cốt tôm đã lọc vào chảo, xào lên cho thơm. Lúc này nếu có nấm rơm thì cho vào luôn, rồi chế phần nước dùng vào, nêm nếm cho vừa miệng. Nước dùng sôi vài dạo thì cho sợi bánh canh vào, vặn lửa vừa cho đến khi bánh chín. Nước súp hơi sệt là có thể dọn ra cho cả nhà dùng được rồi. Nhìn kìa, nồi bánh canh thơm ngon lại đẹp mắt, tới đây bụng réo lắm rồi. Giờ thì cho bánh canh, giò, chả, xương heo, tôm vào tô, chan nước dùng vào, rắc thật nhiều rau thơm, hành tây, ghiền cay thì thêm nhiều ớt hiểm. Bánh canh mà thêm chiếc bánh mì nóng giòn chấm vào nữa thì thôi xong, ăn xế chiều mà no luôn cả bữa tối, cũng tiện quá hèn.